chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 5 tháng 2 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa dự sinh hoạt chi bộ tại thôn Tân Trung, xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên. Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh họp triển khai nhiệm vụ. Vi phạm trong lĩnh vực xây dựng tại khu công nghiệp Phố Núi A. Các cơ sở y tế bảo đảm cấp cứu khám chữa bệnh dịp Tết Nguyên đán 2024. Nhiều giải pháp tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ trở về địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 2 năm 2024 tại thôn Tân Trung, Đảng bộ xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên. Cùng dự có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Chi bộ thôn Tân Trung, xã Phú Cường hiện có 19 đảng viên đang sinh hoạt. Trong tháng 1 vừa qua, công tác thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự trong thôn được đảm bảo. Chi ủy và ban thôn đã chủ động phối hợp thực hiện tốt các bước rà soát, tuyển chọn và động viên tư tưởng cho các công dân đủ điều kiện chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2024. Tại buổi sinh hoạt chi bộ, các đảng viên đã thảo luận thống nhất thông qua nghị quyết tháng 2 như tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết, thực hiện tốt công tác thăm tặng quà gia đình chính sách hộ nghèo và chúc thọ người cao tuổi nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024. Chuẩn bị cho công tác tổ chức lễ hội Đình Bồng Châu diễn ra ngay sau Tết. Bên cạnh đó, một số đảng viên đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền cấp trên quan tâm công tác xử lý chống úng và tiêu thoát nước, tránh ngập úng mùa mưa, quan tâm xây dựng di tích lịch sử cấp quốc gia Đình Bồng Châu trở thành điểm du lịch văn hóa tâm linh, xem xét đầu tư làm đường giao thông liên thôn để xã Phú Cường sớm hoàn thành tiêu chí lên phường trong năm 2025. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ thôn Tân Trung, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá, mặc dù đã vào thời điểm cận Tết, song công tác tổ chức sinh hoạt đảng tại chi bộ vẫn đảm bảo nghiêm túc. Các đảng viên có nhiều ý kiến phát biểu dân chủ, sôi nổi trên tinh thần xây dựng. Tuy vậy, đồng chí cũng bày tỏ nhiều trăn trở khi Tân Trung là thôn nằm trong thành phố, nhưng đường làng ngõ xóm vẫn còn nhỏ, môi trường vẫn chưa thực sự trong sạch. Bình quân thu nhập đạt 69 triệu đồng một người vẫn chưa cao. Theo cái báo cáo ở đây, giá trị trên hectare đất canh tác chỉ là 130 triệu. Nên so bình quân chung của cả tỉnh quá thấp. Cái đấy là chúng ta phải suy nghĩ trách nhiệm của các cấp ủy chính quyền, trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên làm sao cho kinh tế phát triển được. Xã của chúng ta đã nằm trong nhóm 5 xã là sẽ lên phường. Mà đã lên phường đến năm 2025 nhất định là phải bố trí nguồn lực để đáp ứng được các tiêu chí về đô thị loại 2 của thành phố Hưng Yên trong thời gian không còn dài nữa, chỉ còn 2 năm thôi. Các đồng chí bí thư cấp ủy từ thành ủy cho đến xã rồi thôn, các đồng chí hết sức là quan tâm. Cái gì mà các đồng chí làm được thì ráng mà làm cho dân. Cái gì khó không thực hiện được thì báo cáo cấp trên. Cấp trên mà không thực hiện nữa thì báo cáo với ban thường vụ tỉnh ủy để lo cho dân. Chuẩn bị bước sang năm mới Giáp Thìn 2024. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc tất cả các cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Tân Trung năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thăm tặng quà của tỉnh tới các đảng viên cao tuổi đảng, cán bộ lão thành cách mạng của Đảng bộ thành phố Hưng Yên. Bí thư Tỉnh ủy chúc các đảng viên sức khỏe, an vui, tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu học tập và noi theo. Đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương thường xuyên quan tâm chăm lo, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với các gia đình người có công với cách mạng. Chiều nay, Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Hưng Yên tổ chức họp triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành phương án số 18 ngày 22 tháng 1 năm 2024 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Hưng Yên và xây dựng đề án sắp xếp. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo dự và chủ trì hội nghị. Từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 năm 2024,
Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã có báo cáo gửi Bộ Nội vụ về việc tiếp thu giải trình và bổ sung phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh giai đoạn 2023-2025 theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh. Hiện có 6 trên 7 đơn vị đã hoàn thành phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Các thành viên thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai đề án như tiến độ thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch tỉnh, điều chỉnh quy hoạch chung của thị xã Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên, lập quy hoạch chung và phân loại đô thị sau sắp xếp. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy yêu cầu các cơ quan đơn vị dựa trên chức năng nhiệm vụ được phân công tiếp tục thực hiện kế hoạch, đặc biệt cần chú trọng việc trao đổi thông tin về việc điều chỉnh quy hoạch chung của thị xã Mỹ Hào và thành phố Hưng Yên, yêu cầu Sở Xây dựng đôn đốc giúp đỡ địa phương hoàn thành đúng tiến độ đối với tiêu chí hộ nghèo khi đánh giá chất lượng các đơn vị hành chính đô thị dự kiến hình thành sau sắp xếp. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội ra soát, đánh giá kỹ lưỡng. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư vận dụng các quy chế trên tinh thần không né tránh, sợ trách nhiệm để đảm bảo tiến độ, lập dự toán, mua sắm dịch vụ tư vấn. Các đồng chí mạnh dạn đề nghị phương án, mà cái gì mà các đồng chí thấy vượt thẩm quyền thì các đồng chí báo cáo lên Ban cán sự Đảng ủy ban. Mà cái gì mà chúng tôi thấy Ban cán sự Đảng ủy ban không quyết được thì chúng tôi báo cáo lên Ban thường vụ để giải quyết cho được những việc này. Còn quan điểm của tôi là rõ ràng về câu chuyện đó, tức là luật là phải bao phủ hết. Không thể nào mà chúng ta ngồi chống mà là đây là tình hình chung của toàn quốc được. Nên chúng ta né tránh sợ trách nhiệm như thế thì bao giờ công việc nó trôi được. Đây là chúng ta làm vì cái chung, đúng các quy định pháp luật mà từ trước đến nay nó đã có. Nên tôi đề nghị là các đồng chí phải mạnh dạn trong cái tham mưu này. Cái việc này nó là việc của địa phương, cả hệ thống chính trị chúng ta đang hết sức là quyết liệt. Ban chỉ đạo thì yêu cầu là 2 tuần họp một lần để mà thống kê công việc. Dù mới khởi công được hơn một tháng, chủ đầu tư đã tập trung nguồn lực để xây dựng cụm công nghiệp Trần Cao Quang Hưng tại huyện Phù Cử. Đến nay, một số hạng mục tại dự án đã cơ bản hoàn thành. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 582.685 triệu đồng với diện tích 50,2 ha. Hiện nay, dự án đã cơ bản hoàn thành 100% hạ tầng ngầm kỹ thuật, bao gồm 3 km đường nội đồng quanh cụm công nghiệp, hệ thống thoát nước mặt, nước thải, cấp nước, hệ thống viễn thông và hệ thống mạng lưới điện. Hiện chủ đầu tư đã xây dựng kế hoạch và tập trung nguồn lực, vật tư xây dựng và công nhân lao động để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án trước tháng 5 năm 2024 để thu hút các nhà đầu tư. Cuối năm này thì nó mưa, ẩm và rét, tranh thủ cái thời gian thời tiết mà thuận lợi đấy. Chúng tôi sẽ chia thời gian ca kíp, anh em sẽ làm việc máy móc thi công liên tục đạt được tiến độ đã đề ra 30 tháng 4 năm 2024. Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện Phát Lâm vừa tổ chức chi trả trên 11 tỷ đồng cho 101 trên 107 hộ tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ gia đình cá nhân có đất nông nghiệp, tài sản cây cối hoa màu gắn liền với đất thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng đường vành đai 4. Đây là diện tích để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thuộc hai thôn Phạm Nha và Minh Hải. Cơ bản các hộ còn lại đều đồng thuận tự nguyện nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Tuy nhiên do vướng mắc liên quan đến thủ tục phân chia thừa kế hoặc ủy quyền nhận kinh phí do vắng mặt không ở địa phương. Tuy chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt xây dựng công trình tại khu công nghiệp Phố Nối A, nhưng công ty cổ phần OPL Logistics đã vi phạm quy định trong thực hiện các bước trong triển khai dự án. Dự án có diện tích rộng 3 ha đã được công ty cổ phần OPL Logistics có trụ sở tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội triển khai xây dựng tại vị trí đất thuộc thôn Hoàng Nha, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm. Hiện trạng đã hoàn thành toàn bộ phần cọc nhồi, móng cọc trên của dự án đã được quây tôn kín. Công ty đã tiến hành đổ móng toàn bộ công trình với diện tích trên 600 m². Dự án nằm trong khu công nghiệp Phố Nối A mở rộng do công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hòa Phát Hưng Yên làm chủ đầu tư. Đơn vị cấp phép xây dựng là Ban Quản lý Khu Công nghiệp tỉnh Hưng Yên. Mục tiêu dự án là trong 36 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất, nhà đầu tư sẽ hoàn thành xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn các xã Minh Hải, Lạc Hồng, huyện Văn Lâm và phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 15 tháng 1 năm 2024. Thông tin chúng tôi mới nhận được, mới đây, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo chủ đầu tư khu công nghiệp lập biên bản tạm dừng thi công dự án.
quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên có văn bản yêu cầu các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần duy trì thường xuyên liên tục việc tiếp nhận những phản ánh kiến nghị về khó khăn vướng mắc bất cập trong thực hiện các quy định kinh doanh. Chỉ đạo các phòng chuyên môn được phân công, chủ động rà soát các quyết định phân cấp đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền nhằm giảm tầng nấc khâu trung gian, tạo thuận lợi giảm chi phí cho người dân doanh nghiệp. Nghiên cứu tham gia ý kiến đối với các phương án cắt giảm, đơn giản hóa các bộ ngành cơ quan thuộc chính phủ tổ chức lấy ý kiến. Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao để đạt mục tiêu đến trước ngày 1 tháng 1 năm 2025, 100% thủ tục hành chính nội bộ của tỉnh được rà soát, đơn giản hóa, đảm bảo tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính nội bộ ngay trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, phát huy vai trò chủ trì rà soát của các sở ban ngành, đơn vị tham mưu ban hành thủ tục hành chính nội bộ, chủ động nghiên cứu đề xuất đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính nội bộ thuộc thẩm quyền ban hành của trung ương mà địa phương là đối tượng thực hiện. Thị ủy Mỹ Hào vừa tổ chức ra mắt mô hình dân vận khéo, chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp tại phường Minh Đức. Phường Minh Đức thành lập ban chỉ đạo ký cam kết thực hiện mô hình làm theo khẩu hiệu 4 luôn, 4 xin và 5 không, 5 biết. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm luật tiếp công dân, công chức gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nghiêm túc các quy định chuẩn mực về đạo đức lối sống, tác phong công tác. Phường chú trọng xây dựng chính quyền điện tử, đảm bảo cơ sở vật chất, môi trường công sở văn minh, thân thiện, xây dựng hoạt động của chính quyền theo hướng gần gũi, thân thiện. Sau khi triển khai thực hiện mô hình điểm tại phường Minh Đức, đến tháng 6 năm 2024, thị xã Mỹ Hào sẽ hoàn thành triển khai ở tất cả các xã phường còn lại. Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 kéo dài 7 ngày, có nhiều nguy cơ làm gia tăng các ca bệnh phải cấp cứu và điều trị. Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch nhằm bảo đảm công tác cấp cứu, khám chữa bệnh kịp thời cho nhân dân. Trong các ngày nghỉ Tết, ngoài công tác chuyên môn vẫn phải đảm bảo, các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố phân công lịch trực trong ban giám đốc và lãnh đạo các khoa phòng trực 24/24 giờ để sẵn sàng xử lý mọi công việc. Đảm bảo tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không để xảy ra việc từ chối bệnh nhân hoặc xử trí chậm trễ, dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện trang thiết bị cần thiết, đặc biệt là cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, nâng cao cảnh giác với dịch bệnh, sẵn sàng chủ động đối phó khi có dịch bệnh xảy ra và hỗ trợ về chuyên môn tuyến dưới khi có yêu cầu. Các cơ sở y tế cũng tăng cường công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn về người và tài sản tại đơn vị. Chúng tôi có các cái kiếp trực và các cái kiếp trực dự phòng để những tình huống cấp cứu khẩn cấp rồi những tai nạn thảm họa. Thứ hai nữa là về thuốc men, rồi vật tư và kể cả các trang thiết bị sẵn sàng trong mọi tình huống để mà triển khai cái công tác cấp cứu và khám chữa bệnh. Thưa quý vị và các bạn, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, các quân nhân luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các cấp chính quyền, các ngành và các doanh nghiệp, tạo điều kiện giúp các quân nhân lựa chọn cho mình hướng đi tạo lập cuộc sống. Và đây là một trong những nội dung quan trọng cần thiết trong chính sách hậu phương quân đội. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, đầu năm 2023, Vũ Văn Thắng cùng với nhiều cựu quân nhân khác đã tìm đến trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Hưng Yên đăng ký học nghề với quyết tâm sớm tìm cho mình công việc ổn định. Đây là những buổi học cuối cùng trong khóa học lái xe hạng D của các cựu quân nhân này. Đầu năm 2023, xuất ngũ thì tôi dùng cái thẻ học nghề của mình đăng ký và học lái xe tại nhà trường. Trong quá trình học tập thì được sự giúp đỡ nhiệt tình của nhà trường và các giáo viên giảng dạy. Có thẻ học nghề tôi nộp vào trong nhà trường thì được miễn hoàn toàn học phí. 5 năm gần đây, số lượng các quân nhân xuất ngũ tìm đến trường Trung cấp Giao thông Vận tải Hưng Yên ngày một nhiều. Trung bình mỗi năm có khoảng 50 học viên trên một khóa học 6 tháng. Đây là một cái nhiệm vụ chính trị quan trọng. Nhà trường cũng tạo mọi điều kiện để tiếp nhận các học viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an theo quy định. Và căn cứ theo thẻ học nghề của các học viên thì nhà trường sắp xếp kế hoạch các lớp cho các cháu được học theo đúng cái thời hạn của thẻ học nghề. Cùng với chính quyền các cấp, các ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng luôn sẵn sàng chào đón và dành sự quan tâm đặc biệt với các thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
Thực tế, đã có rất nhiều các thanh niên được chào đón vào làm việc ngay sau khi trở về địa phương. Tại công ty May Đay Hưng Yên, hàng năm đều tuyển dụng quân nhân trở về vào làm việc. Hiện trên 30 thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ đang làm việc ở đây. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tôi vào công ty về mức lương, mức thu nhập để đảm bảo cho cuộc sống, trang trải cho gia đình, được hưởng các chế độ như là bảo hiểm và các chế độ khác. Công ty cũng lập ra một cái hội quân nhân, thường xuyên là anh em trao đổi, giao lưu kinh nghiệm. Chúng tôi sẽ sẵn sàng đón tiếp nhận và chúng tôi có thể đào tạo tất cả những đồng chí mà đã tham gia nghĩa vụ quân sự về vào những cái công việc thích hợp nhất. Những cái ngày mà liên quan đến ngành quân đội chẳng hạn, tôi ví dụ ngày 22 thì chúng tôi vẫn có những cái phần quà để cũng cảm ơn và tri ân đến những cái đồng chí mà đã từng tham gia nghĩa vụ quân sự. Những năm gần đây, các quân nhân sau khi xuất ngũ được các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn đến tư vấn, định hướng, thậm chí là mời gọi vào làm việc ngay. Nhờ đó, có tới 80% các quân nhân có việc làm hoặc học nghề, qua đó cho thấy sự quan tâm đặc biệt của xã hội đối với các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Dù khó khăn, nhưng năm qua, nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì các hoạt động chăm lo gia đình chính sách và hộ nghèo, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng và mỗi người lao động. Phóng sự phản ánh tại công ty cổ phần Bảo Hưng trên địa bàn xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên. Ngoài đảm bảo lương thưởng Tết cho 900 công nhân, dịp Tết nào cũng vậy, May Bảo Hưng đều tổ chức đi thăm tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách ở những xã có đông công nhân làm việc tại công ty. Ngoài ra, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, con gia đình chính sách cũng đều có các phần quà riêng. Dịp này, công ty tặng gần 200 suất quà, tùy từng hoàn cảnh, mỗi suất trị giá từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Công ty đã có chút quà để cho gia đình được ăn Tết, được vui vẻ và hạnh phúc. Cô chúc công ty được ngày làm càng ngày phát đạt. Gói bánh chưng cũng là một hoạt động ý nghĩa được công ty duy trì từ nhiều năm nay. Dịp Tết Giáp Thìn 2024, công ty gói gần 1.000 chiếc vừa để tặng cho người lao động mang không khí Tết về với gia đình, vừa để liên hoan bữa tất niên toàn công ty. Nhiều công nhân rất vui khi lần đầu được tham gia gói bánh, và điều lớn lao hơn cả mà công ty muốn gửi gắm tới mỗi người lao động qua việc gói bánh chưng là duy trì những nét đẹp truyền thống của dân tộc. Lần đầu tiên em được công ty tổ chức cho gói bánh chưng và em rất là xúc động, rất là bồi hồi, rất là bất ngờ, bởi vì là công ty đã rất là quan tâm đến đời sống của công nhân, cho công nhân tổ chức gói bánh chưng để phát huy truyền thống của dân tộc. Thị trường tiêu dùng hàng may mặc toàn cầu được dự báo còn nhiều khó khăn ở phía trước do suy thoái kinh tế. Người dân tại các thị trường xuất khẩu chủ lực của ngành may đều cắt giảm tiêu dùng. Nhưng vượt qua một năm khó khăn, năm nay công ty cổ phần Bảo Hưng đã mở rộng thêm được một số khách hàng, nhãn hàng sản xuất mới, đồng thời tuyển dụng thêm 100 lao động mới vào làm việc. Gia đình Bảo Hưng thì luôn xác định việc quan tâm chăm sóc tới người lao động được đặt lên mục tiêu hàng đầu trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh ở công ty. Đối với người lao động vào làm việc tại công ty Bảo Hưng thì các bạn sẽ được làm việc trong môi trường điều hòa trung tâm và được chăm sóc về sức khỏe. Hàng năm thì công ty cũng tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho các bạn để tầm soát các bệnh tật cho các bạn. Và ngoài ra thì đối với các bạn vào đây thì các bạn sẽ được hưởng các chế độ đãi ngộ của công ty. Quan tâm chăm lo tốt cho người lao động yên tâm làm việc, cống hiến là chìa khóa để doanh nghiệp thành công. Những việc May Bảo Hưng đã làm được cho người lao động và cho cộng đồng thời gian qua thật đáng trân trọng. Được ví như những nét xuân tô đẹp thêm mùa xuân mới đang đến gần, mùa xuân của những hy vọng vui tươi. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm cận Tết Giáp Thìn 2024 này, tại các trường đã tổ chức cho học sinh nhiều hoạt động ngoại khóa liên quan tới ngày Tết, qua đó giúp cho các em hiểu thêm ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Ngay từ sáng sớm, trên sân trường Trung học cơ sở Trần Cao, không khí Tết đã ngập tràn. Lần đầu tiên trong đời, các em học sinh trong trường đã cùng nhau gói bánh chưng xanh, sắp mâm ngũ quả. Ngoài ra, các em còn được chơi các trò chơi dân gian xưa. Dạ, con được tự tay mình rửa lá, ngâm gạo,
ngâm đỗ để quà bánh chưng ạ. Con giúp con biết về truyền thống phong tục của Việt Nam. Em cảm thấy rất là vui và rất hào hứng tại vì được tham gia một hoạt động rất là ý nghĩa, biết được cách bày mâm ngũ quả, biết được cách gói bánh chưng. Vì thế thì em đã được rất nhiều bài học. Em có thể giúp được bố mẹ chuẩn bị những công việc chuẩn bị ngày Tết ạ. Chương trình Xuân gắn kết Tết yêu thương của trường Trung học cơ sở Trần Cao là một hoạt động trải nghiệm nằm trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Phụ huynh hưởng ứng rất nhiệt tình. Các con cũng rất là háo hức, chuẩn bị từ rất là lâu rồi nhằm giúp các con hiểu hơn về ý nghĩa truyền thống, đặc biệt là nó gắn kết với các cái hoạt động trong học tập, các bài học, các nội dung trong học tập. Ví dụ như là trong những tác phẩm văn học, trong truyện dân gian. Không chỉ ở khối trung học cơ sở, tại trường mầm non thị trấn Trần Cao, không khí Tết cũng rộn ràng và được đưa vào trong giờ học ngoại khóa. Những em bé mới chỉ 4 năm tuổi đã cùng bố mẹ và thầy cô gói bánh chưng, làm những cành mai cành đào thủ công, đố vui những câu hỏi về ngày Tết. Trong thời gian tới thì nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch tổ chức cho các con như là các cái chuyên đề STEAM này, kế hoạch tổ chức các cái hoạt động trải nghiệm như là ngày 8 tháng 3 này, ngày Tết thiếu nhi này, làm quen với tiếng Anh này, bảo vệ môi trường và lao động vào chiều thứ 6 để giáo dục cho các con cái kỹ năng trong cuộc sống hàng ngày. Ngành giáo dục chỉ đạo các nhà trường tổ chức các cái hoạt động trải nghiệm cho học sinh. Thế và các trường hiện nay thì rất sáng tạo trong việc tổ chức, đặc biệt là các nhà tài trợ cũng như là ban cha mẹ học sinh thì cũng tham gia vào việc tổ chức các cái hoạt động này. Hoạt động Tết Xuân Vầy Xuân Yêu Thương là kỷ niệm đẹp giúp các em học sinh trên địa bàn huyện Phù Cử hiểu thêm về những giá trị truyền thống dân tộc, từ đó thắp lên trong các em một tình yêu quê hương đất nước. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.